Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 tổ chức kỳ họp lần thứ 7, kỳ họp thường lệ giữa năm nhằm thảo luận, thông tin nhiều nội dung quan trọng, đồng thời đề ra phương hướng hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội của thành phố trong 6 tháng cuối năm 2024. Thưa quý vị, tại kỳ họp lần thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 diễn ra trong 25 ngày, các đại biểu sẽ nghe Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố, kết quả thực hiện chủ đề 2024, nghị quyết số 98 của Quốc hội, kết quả thực hiện tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024. Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét các tờ trình liên quan đến các mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025. Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, ban hành danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024. Đặc biệt trọng tâm tại kỳ họp lần này, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ trình bày đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh Metro theo kết luận số 49 của Bộ Chính trị. Nội dung này vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 hồi tháng 6. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ chất vấn Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.